Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Bên cạnh mình đây là chiếc Honda Vision, có thể nói là một trong những cái chiếc xe hot nhất nhì thị trường tay ga Việt Nam bây giờ. Trước đây thì Đường Hai Chiều đã từng có một cái video đánh giá chiếc Honda Vision này khi mà nó mới ra mắt, và cái video đấy thì được thực hiện bởi Thảo Anh. Thế nhưng mà mình thấy là có nhiều anh em cũng đã comment yêu cầu là đánh giá lại cái chiếc Vision này theo một góc nhìn của con trai, của đàn ông. Vậy thì ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục quay lại một cái video nữa để xem là cái chiếc Honda Vision qua thời điểm vừa qua nó có cái gì mà lại hot đến như thế. Chúng ta cùng xem video nhá. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì có lẽ chúng ta sẽ phải nói về câu chuyện vì sao cái chiếc xe này nó lại hot đến như thế. Và thậm chí là trong 2022 ấy, đã từng có một khoảng thời gian mà những người mà mua Vision ấy còn được coi là đại gia cơ. Cái chiếc xe này thì nó sẽ hội tụ được rất là nhiều những cái yếu tố mà người Việt mong muốn. Thứ nhất là cái mức giá niêm yết của nó thì tương đối dễ tiếp cận. Cái thứ hai là đây là một cái chiếc xe nó tương đối là nhỏ gọn, nó nhẹ nhàng, dễ điều khiển. Và cái thứ ba, đây là một chiếc xe có một cái cảm giác chạy nó có thể nói là tương đối bốc, nhưng mà đồng thời thì nó cũng rất tiết kiệm xăng. Và tất cả những cái đấy là những cái mà người Việt rất muốn ở trên một cái chiếc xe máy sử dụng hàng ngày, đúng không? Và mình nghĩ đó chính là lý do chính vì sao mà chiếc Vision lại được nhiều người mua đến như thế. Nói về ngoại hình của Vision thì mình nghĩ đây là một cái thiết kế nó tương đối là trung tính, nó không bị quá già nua, thế nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ không bị quá trẻ trung. Và mình nghĩ là đối tượng mà khách hàng có thể sử dụng cái chiếc xe Vision này nó sẽ trải dài từ cái độ tuổi khoảng tầm từ 18 tuổi cho đến khoảng 60 tuổi đi, nó vẫn sẽ phù hợp. Và như cái phiên bản mình đang có ở đây thì vừa qua Honda họ đã ra mắt một cái phiên bản gọi là Sporty Edition, tức là một cái phiên bản thể thao. Thực ra thì về cái điểm khác biệt so với phiên bản trước thì chúng ta sẽ chỉ có thêm một cái phần tem, nhìn nó sẽ kiểu sport hơn một tí thôi. Và quan trọng nhất thì khi mà các bạn mua cái phiên bản gọi là cao nhất, đắt tiền nhất ấy, chúng ta sẽ được trang bị một cái phần mâm là 16 inch ở bánh trước. Và với cái phần mâm 16 inch này thì nó sẽ có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái phần ngoại hình nhìn nó đẹp mắt hơn, và nó sẽ kiểu giống như là Honda SH1. Và điểm thứ hai đó chính là về cái trải nghiệm lái xe. Khi mà chúng ta có một cái phần mâm 16 inch ấy, thì các bạn sẽ có thể dễ dàng kiểm soát chiếc xe. Chiếc xe đầu xe đi nó sẽ được êm ái hơn. Và đặc biệt là trong những cái tình huống mà chúng ta leo lên leo xuống vỉa hè ấy, thì cái phần mâm 16 inch này nó sẽ giúp cho cái việc kiểm soát chiếc xe nó dễ dàng hơn. Nói về trang bị thì mình thấy là chiếc Honda Vision nó sẽ có những cái trang bị nó ở mức là rất là đầy đủ. Đầu tiên là chúng ta sẽ có phần phanh đĩa trước ở bánh trước, và cái ngàm phanh của chúng ta sẽ là phanh của Nissin. Ở trên cái phiên bản thể thao này thì các bạn có thể thấy là giống như rất nhiều chiếc xe Honda khác, nó sẽ được sơn màu đỏ. Nó chỉ sơn màu đỏ đấy các bạn. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần đồng hồ mặt analog truyền thống, và những thông tin hiển thị ở trên này thì nó rất là đủ dùng, không có gì quá là cầu kỳ để chúng ta phải gặp rắc rối với nó cả. Tuy nhiên thì nếu như mà ở trên phiên bản mới của Vision ấy, thì cái điểm mình mong ước lớn nhất mà nó có thể nâng cấp đó chính là cái phần đèn chiếu sáng. Hiện tại thì ở đây chúng ta sẽ có đèn chiếu sáng là halogen, và nếu như mà để cải thiện khả năng chiếu sáng của chiếc xe này thì mình nghĩ là ở phiên bản sau Honda họ có thể nâng cấp lên hệ thống đèn LED, thì lúc đấy là người dùng sẽ cảm thấy là yên tâm hơn với cả cái việc là đi xe vào buổi tối. Về không gian cốp xe của Vision thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần cốp, cái đầu tiên mình thấy thích đó là chúng ta sẽ để vừa được một cái mũ 3/4. Cá nhân mình thì mình đi xe mình luôn luôn đội mũ 3/4 như này, thế cho nên là cái việc cất được mũ vào trong cốp là một việc rất là tiện lợi. Và cái thứ hai nữa là bên cạnh cái việc chúng ta để được cái mũ thì cái không gian bên trong hoàn toàn các bạn có thể để được thêm những cái tư trang cá nhân, ví dụ như kiểu kính râm này, rồi ví tiền này, rồi điện thoại này. Và thậm chí là với cái thời tiết của Hà Nội hiện tại thì thêm một đôi găng tay nữa là một việc rất là cần thiết. Và bên cạnh cái phần cốp xe thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa để có thể cất những cái đồ nó nhỏ gọn thôi. Đó chính là ở bên phía dưới tay lái đằng trước thì sẽ có một cái hộc nho nhỏ. Ở bên trong này thì mình nghĩ phần lớn ấy sẽ ưu tiên để sử dụng cất điện thoại.
Bởi vì bên trong này sẽ được tích hợp thêm một cái phần cổng sạc USB nữa. Và các bạn hoàn toàn có thể là vừa đi xe vừa sạc điện thoại khi mà cất điện thoại vào bên trong này. Tuy nhiên thì cái hộp này thì nó sẽ hơi nhỏ một xíu, thế cho nên là nếu như mà mình dùng kiểu iPhone 13 mình nhét vào thì thoải mái. Nhưng mà ông nào mà dùng kiểu Pro Max ấy, nhét thì không vừa đâu. Chiều cao yên xe của chiếc Vision thì nó rơi vào khoảng tầm 760mm. Nói dễ hiểu là nó sẽ phù hợp với phần đông tất cả những cái đối tượng sử dụng xe tại Việt Nam. Thêm một cái việc nữa là các bạn có thể thấy là cái phần yên xe của Vision ấy, nó sẽ không bị bè ngang ra quá nhiều. Chính vì thế cho nên là cái việc chống chân của chúng ta có thể được thao tác một cách tương đối là dễ dàng. Một cái chi tiết nữa là cái chiếc xe này nó sẽ có một cái trọng lượng loanh quanh đâu đấy khoảng trên dưới 100 cân. Hình như là dưới 100 cân thì phải. Thế cho nên là các bạn có thể thấy là cái việc dắt xe này, điều khiển xe nó cũng sẽ rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Đặc biệt là khi mà các bạn di chuyển ở trong đô thị thì cái việc có một cái chiếc xe nhỏ gọn và nhẹ như thế này nó sẽ giúp chúng ta được nhàn hơn rất là nhiều. Thêm một cái chi tiết nữa là cái phần đầu xe của Vision ấy, cái cảm giác đánh lái nó cũng rất là nhẹ. Đó, cho nên là cái việc mà chúng ta xoay sở trong phố, đặc biệt là ở giải tốc độ thấp với các bạn gái đi, thì mình thấy là nó cũng rất là đơn giản. Còn với góc nhìn đàn ông chúng tôi thì xe nhẹ như thế này lách sướng, đi xuyên khe ở trong phố thì phê. Khối động cơ mà chúng ta có ở trên Vision ấy, nó sẽ là động cơ ESP 110 phân khối. Và nếu như mà nói về công suất đầu ra thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 8,8, 8,9 mã lực thôi. Tức là nó sẽ chỉ mạnh hơn cái phiên bản trước đó một chút xíu, khoảng nửa mã lực. Thế nhưng mà theo như cảm nhận của mình thì ở cái phiên bản mới, phiên bản hiện tại bây giờ đấy, thì cái phản hồi từ động cơ của cái chiếc xe này nó tốt hơn rất là nhiều. Và từ đấy thì chúng ta sẽ có một cái khả năng đề pa, một cái khả năng tăng tốc ở những cái giải tốc độ thấp rất là tốt. Chính vì cái lý do như thế cho nên là ra ngoài đường ấy, các bạn không chỉ nhìn thấy mấy em sinh viên đi xe Vision đâu, mà đôi khi cả mấy sinh viên trường báo cũng đi Vision để nhập đoàn luôn nữa. Dù các lực lượng chức năng đã tổ chức trăng dây, nói tóm lại thì cái chiếc Vision này với cái khối động cơ của nó, với sức mạnh của nó sẽ đáp ứng rất tốt cái nhu cầu sử dụng ở trong đô thị của chúng ta. Bởi vì như mình đã nói rồi, cái phản hồi của động cơ rất là tốt và cái gia tốc ở những cái giải tốc độ thấp ấy, thì nó cũng rất tốt, giúp cho cái việc di chuyển ở trong phố nó rất là nhanh nhẹn và cái việc vượt xe ở trong phố ấy, nó cực kỳ là đơn giản. Thêm một cái việc nữa là xe nhỏ gọn nhẹ, cho nên là như mình đã nói rồi, đi ở trong phố rất thích, bởi vì nó có thể luồn lách qua những cái khe rất là nhỏ, giúp chúng ta có thể qua được những cái tình huống tắc đường nó nhanh nhẹn hơn và chắc chắn là sẽ cải thiện được cái vấn đề là đi học với là đi làm muộn của các bạn. Tuy nhiên đối với những người mà có cái cơ thể nó hơi to hơi cao như mình ấy, thì khi mà ngồi cái chiếc Vision này mình sẽ có một cái cảm giác là nó sẽ hơi bị mỏi một xíu. Lý do là bởi vì cái phần tay lái của chiếc Vision thì đặt có thể nói là hơi thấp so với mình, bởi vì mình cao tận 1m82, người nó hơi dài một tí. Thế cho nên là với những người mà có chiều cao như kiểu anh Tân chẳng hạn, cao khoảng tầm 1m7, thì đi cái chiếc xe này nó sẽ phù hợp và nhìn nó vừa đẹp hơn, cũng như là cái tư thế ngồi nó sẽ dễ chịu hơn. Đấy là lý do vì sao mà đây là cái bài đánh giá của mình đánh giá. Thế nhưng mà cái hình ảnh mà chạy xe các bạn đang xem trên video ấy, của ông Tân chạy. Hệ thống giảm xóc của Honda Vision nó không phải là cái kiểu nịnh nọt chúng ta. Thế nhưng mà đổi lại thì đây là một trong những cái điểm mình thấy ưng nhất ở trên chiếc xe này. Nó đem lại một cái sự chắc chắn, một cái sự vững vàng. Và với những anh em kiểu đàn ông như thế này, tay lái gọi là cứng rồi, thì đi cái chiếc xe này cảm thấy rất là thích. Vì khi mà chúng ta xào chẻ hay là chúng ta vào cua chẳng hạn, thì nó sẽ có một cái cảm giác là nó vững chãi và nó yên tâm hơn. Còn với chị em phụ nữ, con gái khi mà đi xe ấy, khi mà chúng ta đi qua những cái bề mặt đường xấu, những bề mặt đường mà kiểu ổ gà hay là gờ giảm tốc, thì cái hệ thống giảm xóc của chiếc Vision này nó vẫn sẽ đảm bảo được một cái tính ổn định, tức là cái khả năng kiểm soát xe nó sẽ tốt hơn, và từ đấy thì nó sẽ giúp cho cái việc lái xe là an toàn hơn. Và cũng từ những cái tình huống đấy thì chúng ta mới thấy được cái lợi ích của việc chạy mâm 16 inch ở phía trước ấy, thì nó lợi hơn mâm 14 inch như thế nào. Và yếu tố cuối cùng mà chúng ta sẽ phải nhắc đến khi mà nói về chiếc Honda Vision đó chính là cái sự bền bỉ. Có một câu chuyện thật là như thế này. Tôi biết có một chị gái, chị ấy đi một cái chiếc Vision đời 2012, và đến tận bây giờ thì chị vẫn đi cái xe đấy. Chị này thì chị giàu lắm, không phải là chị tiết kiệm hay không mua xe mới đâu, mà về cơ bản là xe nó vẫn tốt thì người ta vẫn đi thôi. Và từ đấy thì chúng ta có thể hiểu được cái câu chuyện là cái chiếc Vision này nó sẽ có một cái tính bền bỉ như thế nào. Và khi mà chúng ta mua cái chiếc xe kiểu kiểu như Honda Vision như thế này, hoặc là kiểu xe Honda nói chung ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng được nó lâu dài. Và trong cái quá trình sử dụng đấy thì chúng ta sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về những cái rắc rối phiền toái xảy ra với xe của chúng ta. Và các bạn hãy tin mình đi, khi mà các bạn muốn có một cuộc sống an nhàn ấy, thì những cái vấn đề liên quan đến xe là cái cuối cùng mà các bạn muốn xử lý. Thế cho nên là đi một cái chiếc xe mà không phải suy nghĩ, vô lo vô nghĩ, thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trừ khi là các bạn đam mê sửa xe, cái đấy mình không biết.
Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Honda Vision. Ở đây thì chúng ta có thêm một cái bộ tem mới là bộ tem Sporty Edition. Về cơ bản đây là một cái chiếc xe mình thấy là rất hay. Và mỗi một lần mà mình cầm chiếc Vision để chạy, em gái mình đang chạy một chiếc, thì đều cảm thấy là tất cả mọi thứ nó đều nhẹ nhàng hơn đối với cuộc sống. Và đây là một cái chiếc xe mình nghĩ là mặc dù trên đường hai chiều cũng đã có một cái bài đánh giá trước đây rồi, thế nhưng mà mình cũng muốn quay lại thêm một cái video nữa để chia sẻ với các bạn với góc nhìn của cá nhân mình về chiếc Honda Vision. Một cái chiếc xe rất là nhỏ, gọn, lanh lẹ và sử dụng hàng ngày ở trong đô thị thì rất thích. Vậy thì các bạn nghĩ thế nào về chiếc Honda Vision này thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Như các bạn thì hay thì quên like, share như là subscribe đường hai chiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.